tại biển bạc phù sa nơi tôi sống, mùi hương mẹ bên những cánh đồng. Thôi em chụp nha. 1 2 3 1 2. Hai bên này xuống xíu, hai bên này xuống xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa, nhìn máy nha, nhìn máy nha. Chụp tiếp đi, chụp tiếp đi. Ok chưa, ok chưa? Ok chưa? Rồi, 3, 2, 1, mình chào nhau này nha mình ơi. Chào xã Vinh Thạnh nha mình này. Rồi, Bình Hưng kìa, quá đẹp luôn. Ok, ok. Kìa kìa, bé kìa, bé kìa, bé một chút kìa. Dây. Wow, cảnh đẹp quá trời luôn. Từ đỉnh Vĩ Hy mình nhìn xuống hết về thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang. Rồi mình di chuyển vào vườn nho nhà mình nhá. Những đa cao thì mình khom đầu xuống nhá, tại vì đầu mình nó rất dễ chịn vào quả nho nhá. Yeah. Rồi, tới vườn nho nhà mình ơi. Ôi trời ơi, quá trời nho luôn này. Quá trời nho nhà mình ơi. Trời ơi, chùm nào cũng ngon á, chùm nào cũng ngon á. Phải nhà mình đây không? Nhà mình ăn nho có ngon không? Trời ơi. Con cáo và chùm nho, à quên, xin lỗi. Cô gái và chùm nho. Trời ơi. Dạ, ngon không chị? Trời tuyệt vời không? Dạ. Thấy bạt ngàn không? Đâu giống như quảng cáo đâu không? Đây là sự thật luôn. Trên vườn nho có rất nhiều trái nho. Đây đây đây, trời ơi, cắt này. Trời ơi. Trời ơi, khoái 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 đây khoái. Trời ơi, sao nó cắt đi chị, cứ cắt đi. Quả nào dụng kệ nó, quả nào dụng kệ nó. Trời ơi. Đây nè. Trời ơi, kiếp. Cắt hết. Cắt hết cả vườn luôn chị ơi. Không biết cắt chùm nào. Trời ơi, anh thấy đã không? Quá trời đã. Quá xài không? Đây thực tế luôn, đâu phải, đâu phải nước ngoài đâu đúng không? Khéo cắt cái cành nhá. Cắt cái chùm thôi. Cắt cái chùm thôi. Thấp kéo xuống. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đây anh. Cầm lên anh. Cầm lên. Cầm lên dơ lên. Cầm dơ lên. Hỏi em cái này. Cầm dơ lên. Cầm dơ lên. Tuyệt vời luôn nhá. Ok. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Một cái này. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn, một cái tour quá tuyệt vời luôn. Tour quá tuyệt vời. Toàn là gặp tôi hướng dẫn viên lâu năm. À, cùng với đoàn. Chùm nho vui to. Dạ, rất là vui. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi, anh tiếp tục đi cắt nho nhà mình nha, tiếp tục cắt nho nha. Trời ơi, quá trời nho luôn. Trời ơi, trời ơi. Nho, nho, nho và nho. Không thiếu gì ngoài nho. Nho, nho và nho. Chỉ có nho và nho này. Chỉ có nho và nho này. Và chỉ có nho và nho này. Quá trời. Tao nhà mình cho cảm nhận thử một ly mật nho nó có ngon không? Dạ, mật nho nó có ngon không? Tuyệt vời không? Dạ. Đây là mật nho. Mật nho, không biết. Cái chai này là chai gì, cũng đai vậy? Cho mình thử đi, khui ra thử đi. Khui ra thử. Cả khui ra thử. Thử được mà, miễn phí á. Cứ cái gì trên bàn là ăn miễn phí á. Đổi đây đúng không? Không, đó là mật để riêng nha, đổ riêng nha. Sao nhà mình ăn thử nho, mật nho có thấy ngon không cô? Tuyệt vời không? Dạ. Chắc quả mới mua 2 chai. Đúng không? Tuyệt vời hả? Đúng là vườn nho Ninh Thuận đúng không? Ngoài sức tưởng tượng đúng không? Không ngờ nó lại nhiều trái như vậy. Góc nho này nó mọc lên cây, họ sẽ cây hết trong vòng 10 năm. Là khi mà các ở đâu ở vườn người thường thường người chủ vườn ở đây họ sẽ không có phải một vườn nho đây, mà họ đến có đến khoảng 5-6 vườn nho, họ sẽ trồng theo kiểu gối vụ. Là nếu mà vườn này họ khai thác xong
họ sẽ lặt lé về những cái chùm nho còn lại để họ làm cái sản phẩm thì là sản phẩm nho mộc đẹp. Là lúc đó lúc này chúng ta vô cái vườn mà khai thác xong á, là chúng thấy cái vườn á chỉ còn là cây và cây thôi chứ không còn là lé nữa. Nhưng mà sau khi đó là trong lúc đó họ sẽ chăm sóc lại, họ sẽ chuyển qua cho khách du lịch tham quan một vườn khác. Cho nên ở đây họ gọi là chúng ta họ sẽ là trồng nho theo kiểu là cuối vườn, là cái vườn này xong họ chuyển qua vườn khác họ chăm sóc. Dạ, phân dê ạ, phân dê. À, nói chung là không bỏ cái gì nhá. Quả nho mà rụng xuống thì gà ăn là thịt gà. Thế còn lá nho và ngọn nho là cắt cho dê, cho cừu. Nói chung là không bỏ một cái gì hết trên cái vườn này. Đó. Có bỏ hạt chứ. Dạ. Hạt cũng rụng xuống. Cái quả này mà chín á thì người ta là cũng hái về người ta phơi khô. Sấy làm ớt cho phi nhâu cho. Hạt sấy ăn giòn tan. Ăn luôn hạt. Ăn luôn hạt đúng rồi. Có cái hạt. Có cái hạt khác còn ăn được mà nói gì tới hạt nho. Đúng không? Hạt gì cũng ăn được á. Dạ tùy từng loại hạt. Hạt gì cũng ăn được. Cái tên cái đà ra cái đà mà hạt chùm đi. Chùm nào cũng ngon mà. Quá trời luôn. Chùm nho đã quá ha. Đây là vườn gì đấy con? Vườn táo. Vườn nho à? À đúng rồi, vườn nho quá trở luôn. Ra cái, yeah, thích không? Quá thích ha. Chưa giờ thấy vườn nho nào nhiều nho như vậy đúng không? Mẹ chồng có mà 5 năm chưa ra nho à? Ok, cảm ơn con. Chọn đi, anh tha hồ anh lựa anh. Đó, đó, đấy là chùm nho lủng lẳng trên cành, trong đầy mật nhộng ngon lành lắm thay. Anh thì nhẹ nhẹ rung cay. Hốt đi anh, sờ em đi anh. Đúng rồi, sờ em đi anh. Cắt em đi anh. Cắt em đi anh. Sờ em đi anh. Rồi. Hốt em đi anh. Rồi, hốt. Cắt đi nỗi sầu, anh đi nỗi sầu. Cắt đi nỗi sầu. Ôi giời ơi. Sao mà anh cắt trái chùm nho gì mà vừa to mà vừa dài thế. Trời ơi, dễ thương ấy sợ luôn. Rồi, nhà mình vẫy tay chào em nè. Nhà mình trả cái xe điện đi thăm hạt rái nha mình nha. Bạn Lữ Minh Thành ơi, dạ đây. Hello. Rồi mình thông văn để cuối cùng là hang rái nhá. Mấy anh thanh niên kiểm tra lại đấy nhá, xem đủ hai hòn không. Tí vẻ thiếu không chịu trách nhiệm nhá. Dạ. Tí vẻ là còn một hòn này không chịu trách nhiệm đâu. Tí chuyển lên đi. Dạ, tí chuyển lên đi. Kiểm tra lại đủ hai hòn không anh? Đủ hai hòn không? Đây là lên hang rái mà anh kiểm tra đủ hai hòn không? Dạ. 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 Rồi, đẹp tuyệt vời luôn. Đây là một kiến tạo thiên nhiên. Dạ, đỉnh hang rái. Hang rái này. Dạ có ạ. Vẫy tay nào. Đâu đuôi xe.
xuống dưới chị ơi, xuống dưới. Dạ. Xuống dưới ngắm thiên nhiên hùng vĩ ạ. Dưới này chị ơi. Thế chuyển xuống đây luôn ạ. Chụp chụp cho Khải đang lên rồi. Dạ. Cứ bình tĩnh, không phải vội. Điểm thóc văn cuối cùng đó chính là hang Rái, nằm trong địa phận vườn quốc gia núi Chúa. Đây là một khối đá san hô cổ khổng lồ nặng khoảng 1.000 tấn cô đơn và nổ lên giữa mặt nước biển như thế này. Đây là một hiện tượng rất chi là kỳ lạ của thiên nhiên.
ngoại tình với Casey. Nó ngoại tình. Ở khoảng 16:30 ngày chúng tôi lên xe điện, lên lại ô tô về lại Nha Trang kết thúc hành trình. Trời ơi, cùng tu với nhau mà giành nhau làm gì, trời ơi, để mấy em nó cười nha, trời ơi. Cùng tu mà giành làm gì. Lôi vào phía sau đi ạ, đi phía sau cũng được. Nhớ bị dây xe cho em ngồi ra một tiếng nữa. Từ từ cô ơi. Còn ai không ạ? Hết rồi em, lên đi. Ơi leo ngồi được rồi, lên xe thôi, lên xe về lại Nha Trang thôi. Mang xe đi bán luôn con ơi, mang xe đi bán luôn đi. Chú đồng ý. Chú đồng ý mang xe đi bán luôn con. Cái xe nào chở lo tôi bảo lên cái xe chở lo. Xe chở lo trẻ mình tôi hiểu đúng không? Em rất là vui. Dạ em rất là hạnh phúc khi mọi người công nhận đó. Bởi vì công việc của tụi em, hướng dẫn viên thì sự hài lòng của quý khách là quý hơn bất kỳ điều gì hết. Dạ thì em cũng xin cảm ơn chị Thoa đã kết nối với mọi người. Dạ, để cho phép tụi em có cơ hội được đồng hành cùng với mọi người trong cái chuyến tour ngày hôm nay. Dạ, nếu trong cái chuyến tour hôm nay tụi em có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm. Đâu em tổ chức đi nữa. Dạ, thì sẵn đây thì em cũng xin một lần nữa chúc mọi người luôn em biết lễ gì đó. Dạ, đi tiếp. Làm thật là nhiều tiền, dư thật là nhiều tiền để dài bữa đặt tour của tụi em đi tiếp nha. Rồi hứa nha. Thử đến đây rồi bạn sẽ thấy.